8 giờ sáng tại các tuyến phố trung tâm quận Kiến An, nhiều nơi phương tiện ô tô đỗ kín hai bên đường. Không khó để bắt gặp những chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên những tuyến đường dù có biển cấm đỗ xe. Trên vỉa hè không còn không gian của người đi bộ. Tôi là người dân sống trên địa bàn của đường Trần Nhân Tông, chỗ vườn hoa tổ dân phố Trần Phú 1, thì tôi thấy có mấy cái nhận xét như này. Thế vừa qua thì cái là vấn đề cái tình hình đỗ xe ở chỗ đường Trần Nhân Tông là gây rất nhiều những vấn đề phức tạp cho người dân đi lại. Về cái tình trạng này, cái của một số đồng chí lái xe là coi như là bất chấp cái quy định như là dừng đỗ xe ở các điểm mà không được phép, cho nên cái việc đó đại khái là nó làm cho vấn đề là cản trở cho cái người dân đi lại, nhất là về vấn đề sáng từ coi như là 7 giờ cho đến độ khoảng 8 rưỡi và vấn đề các cháu học sinh nó đi học, cho nên là xe thì tập trung và các người dân thì xuống nhiều. Về buổi chiều thì từ tầm độ khoảng 4 giờ cho đến độ khoảng 5 rưỡi là vấn đề là tan tầm của các cháu. Ở đây nó có mấy cái trường học gây cái ảnh hưởng cho cái người dân qua lại. Cái nguyên nhân ấy, mà để coi như là đậu đỗ sai quy định nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là chưa có bãi đỗ xe công cộng cho các cái người dân để đậu đỗ đúng nơi quy định. Cái thứ hai nữa là ý thức người dân thì cũng chưa được cao, cho nên là cái công tác chấp hành cũng chưa tốt. Chính vì vậy thì chúng tôi đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để làm tốt cái công tác xử lý nghiêm về cái việc đậu đỗ sai quy định. Hiện nay trên địa bàn quận Kiến An chưa có bãi đỗ xe công cộng nào. Khu vực trung tâm quận với các con phố nhỏ hẹp càng hiếm nơi dành cho phương tiện đậu đỗ. Tại các khu dân cư, một số bãi đỗ xe tự phát đã ra đời để đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân. Đây là bãi đỗ xe của công ty Mỹ Anh nằm trên địa bàn phường Lam Sơn. Khu vực này có diện tích khoảng 1.800 m² và hiện trạng chỉ là bãi đất trống có lát nền bằng phẳng. Được biết, trước đây, bãi xe cũng có một phần diện tích có mái che bằng tôn. Tuy nhiên, sau trận bão số 3 Yagi lịch sử vừa qua, đã bị bay mất mái và đổ sập tường bao. Đây là một cái làng nghề, cho nên là cũng rất cần thiết, vì là làng nghề thì có rất là nhiều cái xe tải, trên địa bàn có xe tải, cũng như là hiện nay thì cái điều kiện của nhân dân cũng có rất là nhiều cái xe, phương tiện xe tư nhân, cho nên là bây giờ là cũng rất may mắn mà trên địa bàn tôi được có một cái bãi đỗ xe rộng. Thế này thì là chúng tôi là muốn là đề xuất lên trên làm sao mà tạo điều kiện cho chúng tôi nâng cấp cái bãi xe lên để cho chúng tôi có cái chỗ để gửi cho nhân dân gửi xe, để tránh tình trạng là đỗ ra các cái lề đường để ảnh hưởng đến giao thông trên địa bàn. Còn đây là bãi đỗ xe của ông Tạ Văn Thủy, sinh năm 1960, tại khu phố Quy Tức, phường Phù Liễn, quận Kiến An. Bãi đỗ xe có diện tích khoảng 200 m². Dù không lớn, nhưng cũng đáp ứng phần nào nhu cầu của nhân dân quanh đây. Lãnh đạo địa phương cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở chủ nhà về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn cho người gửi. Gia đình tôi làm cái lán này được khoảng 35 rồi. Đấy, làm cái lán này mục đích là để cho mọi người dân, người nào mà không có chỗ đỗ xe thì vào đây gửi, thì chúng tôi cho gửi ở đây. Đấy, để tránh cái tình trạng đỗ xe ở ngoài lòng đường vỉa hè gây cản trở việc ách tắc giao thông. Thế thôi, mục đích của chúng tôi là như vậy. Chúng tôi làm ở đây là có này, có đầy đủ phòng cháy chữa cháy, có hướng dẫn của cán bộ từ phường cho đến quận, thành phố. Chúng tôi tuân thủ theo hiệu lệnh của các cơ quan phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật. Làm tất cả những cái gì mà pháp luật không cấm là chúng tôi làm. Và cái bãi xe này chúng tôi đã làm nên thì hiện tại là nó chỉ có trên 10 cái xe thôi. Cho đến thời điểm này, trên địa bàn quận Kiến An có 16 bãi đỗ xe có hoạt động kinh doanh với diện tích khoảng 22.300 m². Có khoảng 139 xe ô tô và hơn 1.000 xe máy gửi tại các bãi trông xe. Thực tế này mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các bãi đỗ xe nghiêm túc tuân thủ theo các quy định về bãi đỗ xe, về an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự
và các quy định pháp luật có liên quan. Hiện nay thì trên địa bàn quận Kiến An thì chưa có cái bãi đỗ xe công cộng nào trên địa bàn quận. Chỉ có mấy bãi đỗ xe của các cái doanh nghiệp vận tải như là công ty taxi Yến Vàng, rồi là Bít Thịnh Hưng, rồi taxi Vũ Gia, rồi taxi Hoa Phượng. Thì các cái bãi đỗ xe này của các cái doanh nghiệp này thì cơ bản là chỉ phục vụ trong cái hoạt động của doanh nghiệp. Thế còn lại thì một số nhỏ lẻ các cái bãi xe của nhân dân tự phát thì nó nhỏ lẻ, nó không được nhiều. Thì cái đó là cái mà khó khăn cho các cái đậu đỗ xe của nhân dân, mà ngày càng cái phương tiện này càng nhiều. Ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng, Trưởng ban An toàn Giao thông thành phố, tại văn bản số 578 về tình hình đỗ xe và phát triển các bãi đỗ xe, quận Kiến An đã nhanh chóng vào cuộc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và lực lượng chức năng trên địa bàn để thực hiện. Sau khi văn bản số 578 của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, thì Ủy ban quận cũng đã triển khai văn bản số 830 về công tác tuyên truyền, xử lý tình trạng đậu đỗ xe trái quy định trên địa bàn quận. Thì qua tuyên truyền và qua công tác xử lý các vi phạm thì tình trạng đậu đỗ xe của người dân trên địa bàn quận cũng đã dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên thì một số ít trường hợp người dân vẫn còn vi phạm. Tại những cái tuyến đường cắm biển cấm dừng đỗ thì người dân vẫn vi phạm. Thế và cũng còn tình trạng người dân đậu đỗ xe trên vỉa hè. Thứ nhất là gây cản trở lối đi của người đi bộ. Thứ hai là cũng gây hại cho kết cấu mặt hè. Theo đó, Công an quận Kiến An đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên về tăng cường các biện pháp xử lý tình trạng xe đậu đỗ sai quy định nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Lãnh đạo Công an quận đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, công an các phường cùng vào cuộc thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau khi có chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban An toàn giao thông thành phố, theo cái công văn số 578 ngày 20 tháng 3 năm 2024, Công an quận Kiến An đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận tham mưu cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận rà soát toàn bộ các cái bãi gửi xe trên địa bàn quận Kiến An để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có cái tham mưu báo cáo đồng chí Chủ tịch Ủy ban phố có cái quy hoạch trong tương lai gần. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân các phường, trong đó đã chỉ đạo công an các phường là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai cái văn bản số 578 này để tới các cái tổ dân phố và tới từng hộ dân, để qua đó nhân dân nắm được, hiểu được để thực hiện nghiêm túc cái chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban thành phố. Thứ ba, chúng tôi chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cùng với công an các phường tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các cái trường hợp hộ dân trên địa bàn quận đã không thực hiện nghiêm túc cái chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban thành phố, và cái mức xử phạt chúng tôi sẽ xử phạt cái mức cao nhất, mức tối đa theo quy định của pháp luật. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an quận Kiến An đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm. Trên những tuyến đường huyết mạch của quận như Trường Chinh, Phan Đăng Lưu, Hoàng Thiết Tâm, Trần Nhân Tông, lực lượng chức năng cũng thường xuyên có mặt, nhất là vào giờ cao điểm để xử lý các tình huống nếu có xảy ra. Chúng tôi cũng là lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông thì cũng nghiêm cấm tuyệt đối về cái việc là các người dân đậu đỗ xe sai quy định, để tránh cái việc ùn tắc giao thông và đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn, để làm sao mà người dân tham gia không bị xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Qua cái việc này thì tôi cũng có đề xuất có mấy điểm như này. Cái thứ nhất là có 3 điểm. Cái thứ nhất là làm sao để cái là làm tốt cái công tác để tuyên truyền đối với các đồng chí lái xe, để cho các đồng chí nắm được và hiểu được những cái việc của các người lái xe người ta làm. Nữa là vấn đề tạo ra những cái bãi đỗ xe thông minh, để làm sao để cái là tạo điều kiện cho các người lái xe người ta chấp hành theo đúng cái quy định. Để hoàn thành nhiệm vụ, Công an quận Kiến An tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân với phương châm phòng ngừa là chính, tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Trước thực trạng là cái tình trạng phương tiện cá nhân của các cái nhân dân trên địa bàn ngày càng gia tăng, với cái cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp, chúng tôi có đề xuất, một là với đồng chí Chủ tịch Ủy ban quận sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng
rà soát lại toàn bộ các cái bãi đỗ xe trên địa bàn quận. Thứ hai là đồng chí chủ tịch ủy ban dân quận sẽ có cái báo cáo với đồng chí chủ tịch ủy ban thành phố để đưa vào quy hoạch để nhân dân trên địa bàn có cái điều kiện thuận lợi để gửi xe, để đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi. Cái thứ ba là chúng tôi kiến nghị là với đồng chí chủ tịch ủy ban thành phố là có tăng cái mức phí gửi xe để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận có đầu tư để các bãi đỗ xe, đặc biệt là các bãi đỗ xe thông minh, để cho nhân dân có cái điều kiện để gửi xe để đảm bảo an toàn. Ngoài cái việc tuyên truyền cho người dân chấp hành cái đấy, và bên cạnh đó thì chúng ta có cái chế tài xử lý làm sao cho nó nghiêm, và đặc biệt đối với Kiến An thì làm sao có những cái nơi bãi đỗ xe để cho người dân tập trung ở đấy, và khi cần thiết có khả năng là những cái tuyến đường chính như đường Trần Thành Ngọ này thì có khả năng là cấm từng đoạn về, hoặc là đó cấm một bên đấy, để khắc phục cái tình trạng đó thì cho người dân cho nó tốt. Mà cũng mong rằng các cơ quan chức năng ngoài cái việc tuyên truyền thì kết hợp xử lý và tạo cái điều kiện để cho người dân chấp hành cho nó tốt. Nhằm thực hiện hiệu quả văn bản 578, quận Kiến An cũng đã rà soát và đưa vào quy hoạch nhiều khu vực để xây dựng các bãi đỗ xe công cộng. Và đây là một trong số đó, khu đất thuộc tổ dân phố Lãm Khê, phường Đồng Hòa. Cách đây không xa, chỉ vài chục mét là khu chung cư nhà ở thương mại Star Central Hải Phòng. Do đó, việc xây dựng bãi đỗ xe tại đây là hoàn toàn hợp lý. Qua cái văn bản chỉ đạo của thành phố thì quận cũng cho rà soát. Thì trên địa bàn quận thì có tổng quy hoạch theo cái 1337, quy hoạch 1/2000 của ủy ban dân quận ấy, mà được thành phố phê duyệt đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Thì trên địa bàn quận Kiến An thì có 28 cái vị trí quy hoạch cái bãi đỗ xe công cộng với tổng diện tích là trên 44 hectare. Thì về việc này thì quận cũng đã chỉ đạo trung tâm văn hóa thông tin của quận tổ chức tuyên truyền để cho các cái tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp nắm bắt được thì có kế hoạch để nghiên cứu, để đầu tư các cái bãi đỗ xe công cộng để phục vụ cho nhân dân có cái điều kiện để đỗ xe một cách an toàn và đảm bảo các cái quy định pháp luật. Khi có bãi đỗ xe công cộng thì nó có một ý nghĩa rất lớn đối với cái việc, thứ nhất là khi bãi đỗ xe công cộng được triển khai thì lòng đường sẽ được đường thông hè thoáng, giúp cho các phương tiện di chuyển được tốt hơn, hạn chế được cái ùn tắc tai nạn giao thông, và tiềm ẩn cái nguy cơ tai nạn giao thông sẽ bớt đi. Cái thứ hai làm cho cái diện mạo đô thị nó sẽ khang trang, sạch đẹp hơn. Đồng thời đường thông hè thoáng sẽ giúp cho các phương tiện lưu thông tốt hơn, rút ngắn thời gian, thế và cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội. Đồng thời đường thông hè thoáng có bến bãi cũng góp phần thu hút được du lịch từ các tỉnh khác với phương tiện cá nhân đến với Hải Phòng, đến với Kiến An. Thì cũng rất mong là trong thời gian tới thì các nhà đầu tư cũng sẽ quan tâm và đầu tư các bãi xe công cộng, bãi xe thông minh trên địa bàn quận. Cùng với quá trình phát triển của thành phố, hiện nay trên địa bàn quận Kiến An, nhiều công trình dự án, khu chung cư, thương mại đang dần hình thành, nên nhu cầu dừng đỗ và gửi xe là rất lớn. Do đó, việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm xúc tiến xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trong thời gian tới là nhiệm vụ cần được thực hiện sớm.